Sau đây các bạn xem bài Vajrayana 2. Thì bài Vajrayana 2 khác bài Vajrayana 1 cái gì? Là thay vì Vajrayana 1 là chúng ta chụp và chúng ta đẩy mông, Vajrayana 2 chúng ta để rời ngang, chúng ta đẩy nhẹ hông. Sau đây các bạn xem, chúng ta lên 2 lần đi lên và 2 lần đi xuống. Và chúng ta, và khi đi lên á, ta chú ý lên chân nào đầu tiên thì mặt về bên đó. Và khi cái nảy mông thì chúng ta nhìn về cái mông nảy. Và bắt đầu xem một chồng lượt nhất, bắt đầu 2, 3, 1, 2, 3, nảy. Sau đây quan trai 5, 6, 7, nảy. Các bạn làm lại lần nữa, chúng ta đi lên qua bên phải và bên trái. Đi lên tiếp tục 2, 3, 1, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, nảy. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đi xuống 2 lần, đi tiếp dắt, bắt đầu 2, 3, 3, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, ngưng. Các bạn xem mẫu chậm lại, đi lên và đi xuống, tiếp dắt, bắt đầu 2, 3, 1, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, nảy, 2, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, nảy, 3, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, nảy, 4, 2, 3, nảy, 5, 6, 7, ngưng. Đó là đoạn thứ nhất của bài cho ta, lai đen bài 2. Và sau đây, tòa học lần thứ 2, đi ngang, đi ngang. Khác bên phải và chúng ta đồng thời tay phải ta bước lên cao rồi chúng ta dừng lại, lần thứ hai tay trái bước lên cao trở lại, rồi lần thứ hai là hai tay bước lên cao và xuống 5 6 7 8, ta xuống cổ và chúng ta xuống tay ở dưới mở ra ngang hông. Sau đây các bạn xem một chồng, đoạn thứ nhất là qua bên phải bước tay bên phải, qua bên trái cũng bên trái, bắt đầu như vậy 2 3 1 2 3, dừng, đi qua bên trái tiếp tục 2 3 5 6 7, dừng. Lần hai chúng ta khi đi ngang bên phải thì hai tay lên cao bước xuống cổ, nhìn bên phải 2 3 1 2 3, dừng. Rồi chúng ta đi về bên trái thì chúng ta hai tay xuôi xuống hai ngang vai hông, 2 3 5 6 7, dừng. Khi đoạn đi ngang thì ta bước bên phải, bên trái và bước hai chân xuống cổ và chân hông. Chúng ta làm tiếp lần nữa giống như vậy. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ngưng. Chúng ta làm lại nguyên tọa học lần thứ hai, làm 2 lần và theo số ấm thứ tự. Qua phải bước phải, qua trái bước trái, qua phải bước hai tay lên cao xuống cổ và qua trái hai tay xuống dưới hông, làm 2 lần. Các bạn xem mỗi chậm, bắt đầu 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8. Rồi kế tiếp toàn lần thứ 3.